Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, Trung Quốc là một nước đang phát triển mạnh, đặc biệt khi nhắc đến Trung Quốc là nhắc đến những công trình xây dựng gây choáng ngợp, phá vỡ các kiến trúc nhàm chán thông thường, những công trình kiến trúc không tưởng của Trung Quốc cũng là điều khiến thế giới phải phát sốt. Dự án đập Tam Hiệp từng được mệnh danh là một hình mẫu thảm họa đã trở thành tâm điểm chú ý trong thời gian gần đây khi tình hình mưa lũ trở nên nghiêm trọng ở Trung Quốc. Thủy điện Tam Hiệp là dự án gây tranh cãi dữ dội trong lịch sử Trung Quốc, bị Quốc hội phản đối, Ngân hàng Thế giới WB từ chối cấp tiền. Tuy nhiên, con đập vẫn hoàn thành và trở thành thành tựu lớn nhất đối với Trung Quốc. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu con đập xảy ra sự cố, là một trận lũ hay một thảm họa? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Thời gian gần đây, mưa lũ liên tục làm mực nước ở hồ thủy điện Tam Hiệp của Trung Quốc vượt mức báo động, khiến nhiều người lo ngại con đập lớn nhất thế giới bị vỡ ngay trong năm. Giáo sư tiến sĩ khoa học Phạm Hồng Giang, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nguyên Phó Chủ tịch Hội đập lớn thế giới, nguyên Chủ tịch Hội đập lớn và phát triển nguồn nước Việt Nam cho biết, sự cố vỡ đập đã từng xảy ra trên thế giới và nguy cơ từ đập Tam Hiệp là hoàn toàn có thể xảy ra. Mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp hiện đã đạt 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m. Đập Tam Hiệp được thiết kế để đáp ứng mực nước 175m hoặc lượng nước vào 70.000 m khối một giây. Việc đập Tam Hiệp vượt mức cảnh báo lũ là điều hết sức đáng lo ngại. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc khẳng định đập Tam Hiệp vẫn trong phạm vi an toàn, khả năng an toàn của đập vẫn được đảm bảo. Trung Quốc vẫn khẳng định có thể kiểm soát được, song mùa mưa mới chỉ bắt đầu. Muốn đánh giá tác động sức chịu của đập như thế nào thì cần phải xem xét lượng mưa tiếp theo trong thời gian tới. Nếu đập Tam Hiệp bị vỡ thì đó là thảm họa cực lớn. Nên nhớ rằng đập Tam Hiệp là đập lớn nhất thế giới, quy mô công trình lớn. Đập Tam Hiệp bị vỡ sẽ gây ra cơn sóng thần cực lớn, tàn phá và nhanh chóng nhấn chìm vùng hạ lưu bởi năng lượng nước từ áp lực dòng chảy là khủng khiếp. Thiệt hại là không lường nếu sự cố vỡ đập xảy ra, bởi đập Tam Hiệp được xây dựng trên dòng sông có lưu vực đông dân, có nhiều trung tâm kinh tế và dân sinh rất lớn. 1/3 diện tích Trung Quốc, trong đó có các vùng thịnh vượng nhất như Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải, nằm trên lưu vực sông Dương Tử. Tổn thất về người và kinh tế nếu đập Tam Hiệp vỡ là không thể kể xiết. Ngoài việc hàng loạt làng mạc bị nhấn chìm, nhiều công trình nhà máy di tích cũng sẽ bị tàn phá, ngập nước và cuốn ra biển, thì việc mất nguồn cung cấp điện khổng lồ sẽ khiến Trung Quốc lâm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ tan tành, kinh tế suy sụp đói kém, bệnh dịch sẽ hoành hành. Đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất Trung Quốc và thế giới, được khởi công xây dựng từ năm 1994 và chính thức hoàn thành vào năm 2009. Con đập này xây chắn ngang một trong những con sông lớn nhất Trung Quốc là Dương Tử. Quá trình xây dựng công trình lớn như vậy có nhiều ý kiến khác nhau từ các giới trong việc tranh luận về việc thực hiện cũng là điều hoàn toàn bình thường. Các tranh cãi chủ yếu tập trung vào tính hiệu quả cũng như những tác động rủi ro và nguy cơ từ đập Tam Hiệp đem lại. Thế nhưng cần phải khẳng định rằng đây là công trình tầm cỡ thế giới. Việc đảm bảo an toàn cho công trình này được Trung Quốc hết sức chú trọng. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn của đập là vấn đề hết sức lưu tâm bởi nguy cơ vỡ đập là không loại trừ. Hiện các nhà khoa học cũng đã có các nghiên cứu về tác động của việc xây dựng đập Tam Hiệp có tác động đến động đất gây đứt gãy vỏ trái đất. Song vẫn chưa có cơ sở để khẳng định điều này. Bởi vì đập Tam Hiệp chỉ là con số rất nhỏ, cách hàng trăm km so với bề dày của vỏ trái đất. Tuy nhiên, phải khẳng định vùng thượng nguồn sông Dương Tử, Vân Nam, Quý Châu, vùng Tây Nam Trung Quốc có những mặt đứt gãy về địa chất. Đây là nơi phát sinh nhiều trận động đất ở Trung Quốc. Ngoài ra, việc xây dựng đập Tam Hiệp ngăn dòng chảy có thể sẽ tác động đến địa chất, biến đổi hệ sinh thái xung quanh, khiến gia tăng nhiệt độ, đe dọa các loài thủy sản trong lòng hồ. Cảnh báo của chuyên gia là thông tin cần hết sức lưu tâm. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa có những động tác cảnh báo như cần phải di dời dân, yêu cầu xử lý ứng phó. Hiện tại chưa thể khẳng định chắc chắn điều gì, song các nguy cơ tiềm ẩn đối với đập Tam Hiệp vẫn rất cao. Thưa quý vị, trước đó Trung Quốc cũng từng hứng chịu vụ vỡ đập ở phía Tây tỉnh Hà Nam khiến toàn bộ cư dân trong một thị trấn hạ lưu thiệt mạng ngay lập tức. Tháng 8 năm 1975, một sự cố đập thủy điện thảm khốc xảy ra ở phía Tây tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Siêu bão Nina trút cơn mưa xuống khu vực khiến đập Bản Kiều vỡ, tạo ra một trong những thảm họa vỡ đập khủng khiếp nhất thế giới.
Đập Bản Kiều được xây dựng trên sông Ru vào đầu những năm 1950 thuộc chương trình phòng chống lụt bão và sản xuất điện của Trung Quốc với độ cao 118m và dung tích 492 triệu mét khối. Nó được thiết kế để chịu được lũ lụt trong 1.000 năm, tức là mức lũ dự kiến trong một thiên niên kỷ. Tuy nhiên, cơn bão Nina đã tạo ra trận lũ lớn gấp 2 lần mức 1.000 năm dự kiến. Tổng lượng mưa trong ngày đầu tiên bão đổ bộ là hơn 1.000mm, cao hơn cả tổng lượng mưa hàng năm của khu vực này. Còn bão liên tục trút mưa lớn 3 ngày sau đó. Đập bắt đầu vỡ vào khoảng 1 giờ sáng ngày 8 tháng 8, tạo ra sóng thần cao đến 10m và rộng 11km ở một số khu vực. Với tốc độ khoảng 50km một giờ, thị trấn Daewancheong nằm phía dưới hạ lưu ngay lập tức bị nước nhấn chìm. Toàn bộ 906 người dân trong thị trấn tử mạng. Tổng cộng 61 đập và hồ chứa khác cũng vỡ cùng ngày do bão và lũ lụt, kể cả con đập lớn thứ hai trong hệ thống phòng chống lụt bão Trung Quốc, đập Simatan. Do không có hệ thống cảnh báo sớm và kế hoạch di tản, thảm họa càng trở nên trầm trọng. Tổng cộng 26.000 người đã thiệt mạng trong trận lũ lụt, theo số liệu chính thức của Trung Quốc. Ngoài ra, ước tính có 145.000 người chết do dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước và nạn đói. Điều này khiến tổng số người chết ước tính lên tới khoảng 200.000 người. Số người bị ảnh hưởng bởi thảm họa là hơn 10 triệu người, trong khi gần 6 triệu căn nhà bị phá hủy. Sau thảm họa, các quan chức Trung Quốc đã tiến hành kiểm tra toàn bộ các hồ chứa. Nhà thủy văn học nổi tiếng Chen Xing từng cảnh báo và chỉ trích kế hoạch xây dựng đập Bản Kiều. Sau thảm họa, ông Chen được giao nhiệm vụ giúp tái thiết các công trình trên sông. Trong số 62 đập bị phá hủy, nhiều đập được xây dựng lại, bao gồm đập Bản Kiều, hoàn thành năm 1993 và Simatan năm 1996. Thưa quý vị, không chỉ riêng Trung Quốc có nguy cơ đối mặt với tình trạng trên mà sự cố vỡ đập đã từng xảy ra trên thế giới. Trong suốt 40 năm qua, do mưa lớn kéo dài kèm theo sự sai sót trong quá trình bảo trì con đập lớn nhất của Mỹ, đập Irwin, cũng đã đối mặt với nguy cơ vỡ, mặc dù quy mô hạ tầng của đập này rất đảm bảo, song lũ lớn đã khiến vỡ tuyến tràn. Đập Irwin nằm cách thành phố San Francisco khoảng 240 km về phía đông bắc. Trong thông báo vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 theo giờ địa phương, tức 7 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Sở Tài nguyên nước California DWR dự báo đập nước này sẽ bị sập trong vài giờ tới. Theo Reuters, cảnh sát trưởng quận Butte đã ra thông báo khẩn, đã phát lệnh ngay lập tức sơ tán khu vực thấp của đập Irwin và các khu vực hạ nguồn, đồng thời nhắc lại 3 lần rằng đây không phải là cuộc diễn tập. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Butte cũng yêu cầu người dân Irwin, một thị trấn 16.000 người và các nơi khác nên làm theo chỉ dẫn từ nhà chức trách địa phương để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, văn phòng dịch vụ khẩn cấp quận Butte cũng lên Facebook yêu cầu mọi người không đi về phía bắc đập Irwin và giúp người dân sơ tán đến nơi an toàn cũng như giúp đỡ người già cả. Tin cho biết mưa lớn và tuyết trút xuống California mùa đông này đã dẫn đến hồ chứa của đập Irwin bị tràn. Hôm 10 tháng 2 theo giờ địa phương, nhà chức trách đã cho xả bớt nước sau khi nhiều mảng bê tông từ đập tràn được phát hiện dưới kênh. Sang hôm sau, nước bắt đầu chảy qua đập tràn khẩn cấp của con đập sau khi mưa lớn làm hư hại đập tràn phụ. Theo CNN, ngày 13 tháng 2 theo giờ Việt Nam, gần 200.000 người ở gần đập Irwin đã được yêu cầu sơ tán, trong đó những người ở downtown Irwin, Tamarito và Palermo thuộc diện bắt buộc sơ tán. Hàng trăm chiếc ô tô nối đuôi nhau tháo chạy gây kẹt xe ở khu vực. Trong khi đó, nhiều người dân tỏ ra giận dữ vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên nước Mỹ phải đối mặt với sự cố vỡ đập, mặc dù chính quyền Mỹ đã áp dụng nhiều công nghệ kỹ thuật hiện đại để đảm bảo quy tắc an toàn cho hơn 80.000 con đập trên khắp cả nước. Nhưng thời tiết khắc nghiệt cùng với sai sót trong việc bảo trì đã tạo ra nhiều thảm kịch do vỡ đập trong suốt 4 thập kỷ qua.